Chào mừng anh chị cô chú đến với kênh Hoa Kiểng Nguyễn Thông. Lời nói đầu tiên, Vũ Hoa Kiểng Nguyễn Thông xin chúc anh chị cô chú có một ngày mới luôn an lành, vui khỏe và thành công trong mọi công việc. Và hôm nay Vũ Hoa Kiểng Nguyễn Thông xin tiếp tục giao lưu với anh chị cô chú là những cái phôi mai chú thủy nung gò công. Cái này loại là lá nhỏ anh chị cô chú. Trước khi vào mã số, Vũ Hoa Kiểng Nguyễn Thông cũng xin chia sẻ anh chị cô chú ha. Thì hiện tại bên giữa mình có những cây nhánh chiết phôi mai chú thủy nung gò công. Đó, nhánh chiết là của loại lá nhỏ, lá lớn và trung nung anh chị cô chú. Rễ ra rất là nhiều ha, thì mỗi nhánh này có giá là 12k đó, mà mình đi đơn 50 cây trở lên thì mình bao ship. Còn không, anh chị cô chú có thể mua những cái phôi mình có thể mình kèm vô 5 nhánh 10 nhánh cho đỡ tốn tiền ship anh chị cô chú. Thì ngày hôm qua mình cũng có giao cho khách là 320 nhánh anh chị cô chú, có khách cho chốt 300 nhánh, có khách cho chốt 10 nhánh 5 nhánh là có hết luôn ha. Bước vào mã số tiếp theo của clip vừa rồi là mã số 405. 405 cây đẹp anh chị cô chú. Đó, gọng chữ C, dách chữ A, bộ đế trải đều ha. Nhìn rất là lực cây. Rồi, tay cành của những nút mầm mình đã chừa đầy đủ anh chị cô chú. Đó. Một tùm phong mấy hông hai bên đều có ha, tùm 3, 4 rồi tiếp. Cây này đế rất là đẹp, dách chia A, trải lực anh chị cô chú, gọng C luôn. Mã số 405 có vành là 28, chiều cao là 16, và phôi này giao lưu anh chị cô chú là 280k. Thì giá này mình đưa ra bao ship toàn quốc anh chị cô chú. Tiếp theo là mã số 406. 406 cây vành to anh chị cô chú. Rồi cái những cái tay cành mình đã cắt và chừa đầy đủ anh chị cô chú. Đó, cầm một mình lấy bên đây ha, rồi cầm phong mấy hông, rồi cầm 3, 4 luôn tiếp. Vành đế to anh chị cô chú, bộ đế cũng đều. Mã số 406 có vành là 32, chiều cao là 12, giá phôi này giao lưu anh chị cô chú là 300k. Tiếp theo là mã số 407. 407 cây lát anh chị cô chú. Rồi tay cành mình chừa cũng đầy đủ anh chị cô chú. Nhìn dách chữ A luôn ha, dốc nhọn lên trên luôn. Rồi nhìn đây cái giọng lát anh chị cô chú. Nó lắc lượn lên trên ha, rất là đẹp. Thì đa số những cái cây này bên Vũ Nguyên Thông đều là những cây có dách chia không anh chị cô chú. Rất là lực cây. Cỏ là quá trời luôn chị cô chú. Cái này chị cô chú về bỏ đất này ha, bươi ra mình xử lý, xong đó mình trồng những cái đất mới vừa. Mã số 407 có vành là 24, chiều cao là 16, và phôi là giao lưu anh chị cô chú là 250k. Tiếp theo là mã số 408. 408 cây lắc lượng rất là duyên anh chị cô chú. Dách chỉ A, gọng C, lên nhánh cành ở trên rất là đẹp ha. Nhìn nó mềm mại anh chị cô chú. Đó, nó lắc lên, nó lượn lại. Và dưới đây có một cái nhánh mầm cây tử ha. Bộ đế thì trải cũng đều. Mã số 408 có vành là 30, chiều cao là 29, và phôi là giao lưu anh chị cô chú là 300k. Lắc rất là có duyên anh chị cô chú. Tiếp theo là mã số 409. 409 cây cũng dách chia anh chị cô chú, bộ đế cũng đều. Rồi lên tay cành, tay cành có đầy đủ luôn ha. Cầm 1, cầm phong mấy hông, cầm 3, 4 thả về. Đó, lưu tiếp anh chị cô chú. Rất là lực cây. Dách chị A. Mã số 409 có vành là 23. Mình đo đây anh chị cô chú là 23. Chiều cao là 20. Dạ phôi là giao lưu anh chị cô chú là 250k.
Tiếp theo là mã số 410. 410 cây dắt che và lễ to anh chị cô chú, tay cành đầy đủ luôn ha. Đó, cầm 1, cầm phong, cầm 3. Đó. Mình nuôi lên tiếp anh chị cô chú. Rồi mặt tiền lấy đây. Đó, hoành đế đẹp anh chị cô chú. To. Mã số 410 có hoành là 28, chiều cao là 13. Giá phôi này giao lưu anh chị cô chú là 300k. Tiếp theo là mã số 411. 411 cây giá trị A, bộ lễ trải đều. Tay cành đầy đủ. Mã số 411 có vành là 24, chiều cao là 11. Giá phôi này giao lưu anh chị của chú là 250k. Bộ lễ đều đó anh chị của chú. Tiếp theo là mã số 412. 412 cây tay cành đầy đủ anh chị cô chú. Bộ đế đều ha. Đó. Đế đẹp anh chị cô chú. Rồi tay cành cầm 1 lấy đây, cầm 3 ra anh chị cô chú, cầm phong mình lấy hai bên ha. Đó. Cầm phong mình lấy những cái nút mầm hai bên nha anh chị cô chú. Đó. Rồi cầm 4 về đây, 5-6 nuôi tiếp. Mã số 412 có vành là 28, chiều cao là 16. Giá phôi này giao lưu anh chị của chú là 280k. Tiếp theo là mã số 413. 413 cây tay cành đầy đủ anh chị của chú. Giá trị A luôn. Rồi cầm 1 lấy đây, cầm phong lấy hai bên anh chị của chú. Rồi cầm 3 bay ra ha. Đó, lên già anh chị cô chú, lu cục cục luôn ha. Lu cục mà cái này là loại lu chùm anh chị cô chú. Đó, những cái mục mục nhỏ nhỏ nè, lu chùm. Mã số 413 có vành là 26, chiều cao là 12, giá phôi là giao lưu anh chị cô chú là 250k. Tiếp theo là mã số 414. 414 cái cây dán trực anh chị cô chú. Này trực pin ha, dốc nhọn lên trên. Rồi có những cái nút mầm cành anh chị cô chú, có đầy đủ luôn ha. Đó, xung quanh. Rồi lên trên dốc nhọn, dắt chỉ A chị cô chú. Cây này có dán trực pin. Mã số 414 có vành là 26, chiều cao là 16. Dạ phôi là giao lưu anh chị của chú là 250k. Rồi mã số 414 là mã số của clip hôm nay, vừa qua kiểm viễn thông giao lưu với anh chị cô chú. Anh chị cô chú ưng ý mã cây số nào hãy gọi điện vào số 0328 671 656, cũng là số Zalo Nguyễn Thông. Và clip Nguyễn Thông cũng xin chúc anh chị cô chú có một ngày mới luôn làm vui khỏe và thành công trong mọi công việc.